Hello, xin chào quý anh em. Chuyện này cái xin làm một thêm một video cho hai em 2LM không có turbo. Công suất của em này là 24 ngựa. Đây là lắc của em này 24 ngựa 3.000 tua, hộp số là 3.5 3.13 này. Đẹp số line 3.13. Dạ. Còn em này là hộp số 2.57. Đây là số zin của máy. Máy thì body rất là đẹp ha. Lốm đốm vài vết xương. Nhưng mà bao hàng cho anh em nhé. Ok, máy rất là đẹp, máy còn rất là đẹp. Đây là 3LM, đây là 4LM, tất cả đều đủ ở đây. 2LM này, 3LM này, 4LM, 3QM. Xúc qua đường nhanh làm tí. Anh em có nhu cầu xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0903 07 0753. Rồi đừng quên cho mình nút like để support kênh và theo dõi những video tiếp theo nha quý anh em. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Máy mới về, đẹp quá. Rất là nhiều máy cho anh em lựa chọn.